Cái vườn rau này của mình là hơi bị khô nước phải không anh nhỉ? Đây là khô nước. Chỗ này mà có nhiều nước vào thì vừa rồi đấy đường nước ra tát rồi không có nước gì đấy. À, chỗ trên kia không có nước dẫn vào. Cái vòi nước ở đây. Cái này là gieo đây thôi để đánh ra trồng đây chứ. Vâng. Còn cái vườn rau này thì mình có thể trồng. Mình có thể trồng ở đây. Nhưng mà cái giấy này nó khô hết rồi. Thế thì mình sẽ chuẩn bị đắp đảo lại như này. Xong là mình sẽ nhổ qua chỗ này, qua chỗ anh ấy đang nói. Mình có thể cái giấy này mình trồng gieo được rồi. Mình sẽ có thể bới lại trên này xong là nhổ cái cây đây với trồng sang bên. Trồng sang bên mà có thể mình ăn hết luống bên này rồi. Nó còn đó này. À, thế thì mình có thể tưới nước cho đầy đủ thì mình có thể dùng bình lâu hơn mà mình có thể không mất tiền đi mua ở chợ. À, như vậy là khi mà từ luống này sang bên đây là trồng sang thì luống này chuẩn vừa mới trồng xong thì nước lứa này đang ăn phải không? Ăn vâng. Hết đây thì lại sang bên luống bên này để được ăn tiếp. Vâng. Thế anh ơi, có một chỗ đất nhỏ nhỏ như thế này thì làm thế nào mà cách làm như thế nào mà để có nhiều loại rau và nhiều rau ăn? Mình nếu mà tuy nhiên đất rất nhỏ hẹp nhưng mà mình có thể là từng luống một. Từng luống một thì mình có thể cái luống này thì mình gieo trước. Đây luống này mình gieo trước thì có thể mình sẽ ăn cái luống này. Đấy. Khi nào mà nó lên rồi thì nó mình sẽ bắt đầu gieo tiếp luống thứ hai. Đấy, xong là cái bên này nó chuẩn bị xa hết rồi thì mình phải có thể là tiếp theo luống bên này thì mình có thể là rau thì mình có thể ăn trong cả năm. Thế như vậy là làm nhiều luống và thay thành nhiều lứa rau phải không ạ? Vâng. Vâng. Thế vậy thì theo anh thì làm cái vườn rau, làm một cái vườn rau như thế này thì cần phải có những cái gì? Mình cần phải có những gì ạ? Làm cái vườn rau như thế này tuy nhỏ hẹp nhưng mà mình phải cần có nước. Nước là một ạ. Vâng, mình phải có nước tưới này. Thứ hai nữa là mình phải có phân. Có phân ạ. Vâng, có phân thì mình không cần phân ở phân các thứ cả, mình chỉ có là cần phân trâu và là vâng, phân cần phân trâu, phân phân gà, phân lợn, phân lợn thế thôi. Vâng, càng nhiều càng tốt này, hay là cho càng nhiều càng tốt. Vâng. Ngoài ra còn cần gì nữa? Mình ngoài ra thì mình bó phân rồi thì mình cũng có thể chăm sóc rau vườn rau này thì làm sạch hết cỏ thì rau mới có thể lên tốt được. Vâng. Nhưng mà mình không làm sạch hết cỏ thì nó không thể tốt. Vâng. Phải làm sạch cỏ ạ. Vâng. Thế còn giống rau ạ, hạt giống rau thì sao ạ? Hạt giống rau thì ví dụ như cái luống này thì nó cái hạt thì mình phải để lại cái luống này. Nhưng mà nó lên cao rồi thì nó phải để cho nó có hạt. Vâng. Thì mình phải lấy cái hạt này để lại thì mình mới có thể mới có cái hạt này. Nếu mà mình cứ bỏ tiền đi mua thì không có tiền đủ mà mua. À, vâng. Vâng, tức là ở đây là gia đình nhà mình để giống là tự để giống hạt rau. Vâng. Giống này thì để giống hạt rau. Anh có thể giới thiệu qua trong vườn nhà mình có những loại rau gì ạ? Anh chỉ từng loại một chức đây là anh đây. Cây rau này là đây là cải ngồng. Cải ngồng. Vâng. Vâng. Còn những các cái vườn đây cái dãy bên này là rau cải. Cải ngồng. Mèo đấy. Cải mèo. Vâng. Vâng. Còn những cái cây này là cái củ sả. Vâng. Còn đi xung quanh đây là những mấy cái gốc này cái đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan. Vâng. Vâng. Còn những loại gì nữa? Em thấy trên này còn rất nhiều. Này, còn hành có hành. Còn đây là mình có thể trồng hành. Cái giai này là mình có thể trồng hành và mà ngoài ra mình đây là còn cây hành còn mà tiếp theo ở đây là cái cây của su su. Đấy. Mình có thể trồng đây xong là su su này nó hết mùa rồi thì nó cũng lá cũng khô hết rồi nhưng mà mình bây giờ này mình cũng tưới nước vào thì nó cũng đang chuẩn bị mọc lên. À
Vậy chuẩn bị mọc lên này đi, sao lại phải trồng vào bờ rào này mà không trồng ra giữa này hả anh? Trồng ra lên bờ rào này thì nó có thể là nó lên trên này, lên trên bờ rào này thì kéo nó sang bên này. Đấy, xong là nó cứ đấy. À đây là một quả su su đây. Vâng, quả su su này nó trồng vào đây. Cái gì nghiệp thành, chỉ còn còn người ra nó còn trồng thêm đi, cái đây là cây, cũng là cây thuốc. Cái thuốc ô tô đây, cây này cũng là cây thuốc đây phải không ạ? Vâng, cái này này ngại cứu anh cứu á. Vâng, đây là cây ngại cứu mình có trồng thêm bên tôi mang ngành vô tàu. Thế làm vườn rau này thì cái việc làm bờ rào này có phải rất là quan trọng phải không anh? Vâng, trong đó thì cái bờ rào này thì mình cũng rất là quan trọng. Nhưng mà mình phải rào hết xung quanh, không cho gà này, lợn này, bầy bưới thì nó mới không cho lợn này với lại gà này không bưới thì nó có thể lên tốt được. Vâng ạ. Rồi, em cảm ơn anh nhé. Được rồi ạ. Hôm nào về là thành một đoạn clip đẹp rồi đấy.